Chàng trai này từ khi rất trẻ đã bước vào giới tu tiên, tuy là từ người phàm ở đáy xã hội bơi lên mà không ăn xin. Cậu vẫn liên tục đạp đổ những người sĩ mõng khác, dẫm lên từng mức cao của sức mạnh, nhưng cậu ta lại rất sợ chết. Một con người hướng nội chỉ biết tu luyện, trốn trong hang cùng nhiều anh em khác, chàng trai ấy tên là Hàn Tuyệt, con người bậc 7 đầu tiên. Ở tập trước, Hàn Tuyệt đã gặp phải nguy hiểm ở trong vạn yêu giới, nhưng những nguy hiểm đó chỉ là tôm tép với nam chính. Cậu vừa cứu bản thân vừa cứu Thường Nguyệt Nhi bằng một cách cực kỳ ngầu, khiến cho cô ấy muốn đánh chén Hàn Tuyệt ngay. Bọn họ vì sợ vạn yêu giới nên đã trực tiếp chạy khỏi đó. Vì lo lắng nên Hàn Tuyệt đã rủ Thường Nguyệt Nhi và Mạnh Hà đến xin lỗi Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử không trách tội bọn họ, nhưng bà ấy muốn nói chuyện riêng với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt sợ vãi đái, Hy Tuyền tiên tử hỏi cậu mục đích tu hành là gì. Hàn Tuyệt rất nhanh nói thẳng là mình muốn được trường sinh bất lão. Hy Tuyền tiên tử nghe vậy thì cạn lời, nói rằng nếu cậu ta cứ mãi tu luyện thì sẽ chẳng bao giờ tìm được những thứ vui vẻ ngoài đời. Những thứ vui vẻ, cơ duyên mà Hy Tuyền tiên tử nói đối với Hàn Tuyệt là không cần. Tiên phú không đủ mới cầu cơ duyên, nam chính của chúng ta lại là thiên chức khí vận vô song thì cần quái gì phải va chạm với mấy thằng trẻ trâu. Hy Tuyền tiên tử phải toát mồ hôi với Hàn Tuyệt, rõ ràng là mình trong vai sư phụ nhưng lại chẳng dạy được cậu ta một cái gì. Hy Tuyền tiên tử chỉ còn cách chỉ cho cậu ta cách động phủ tiên thiên linh khí của mình. Bên trong chứa lôi linh khí còn có các linh khí thuộc tính khác, nó ở gần Ngọc Thanh Tông, nhưng điều kiện là phải nằm trong top 3 cuộc khảo hạch quyết đấu nội môn mới có được. Quyết đấu nội môn, Hàn Tuyệt vừa nghe đã nhăn mặt, vô vào câu hỏi trong đầu cậu. Đầu tiên là có nguy hiểm không? Có ai tu vi kim đan hoặc trên kim đan tham gia? Có phải người tham gia khảo hạch nội môn đều là tu sĩ trúc cơ cảnh? Hy Tuyền tử tức giận khi nghe mấy câu hỏi này. Tất nhiên là những điều kia sẽ không có trong cuộc tỷ thí nội môn, mọi thứ đều an toàn thì Hàn Tuyệt sẽ đi, món quà này cậu sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng công việc đầu tiên của cậu để chuẩn bị vẫn là tu luyện, 8 năm nữa mới diễn ra khảo hạch nội môn. Điều cậu cần làm bây giờ là mau chóng tu luyện phong linh lực tới viên mãn thì có thể giảm một số linh thạch. Hàn Tuyệt thuê một nơi tu luyện ở tông môn, nơi đây có hoàn cảnh phong linh trì cực tốt. Giờ thì cậu có thể đưa 6 loại linh căn đều đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9 rồi. Đang nhôm nhăm miếng dưa hấu thì nghe có biến ở bên cạnh, một đám giang hồ bắt nạt một cậu trai trẻ. Hàn Tuyệt đứng từ xa cũng không biết bình luận như thế nào với cảnh này, đột nhiên hệ thống nhắc nhở, kiểm tra thấy có tiên thiên khí vận giả ở đây. Không ngờ đó lại chính là cậu trai trẻ đang bị bắt nạt kia. Cậu ta tên là Chu Phàm, tu sĩ đại thừa chuyển thế, sâu trong linh hồn có dấu linh bảo. Tuy là linh bảo của hắn đang bị thương nặng, hiện nay linh bảo đã gần được tu sửa thành công, Hàn Tuyệt cũng phải giật mình với cái thứ lai lịch này. Đây chẳng khác nào nam chính của một bộ tiểu thuyết mà cậu hay đọc. Hàn Tuyệt lại đứng trước hai sự lựa chọn, giúp hoặc không giúp. Tất nhiên là cậu hiểu lợi ích từ hai việc này, thế là cậu không giúp, kể cho Chu Phàm tự dựa vào số mệnh của mình. Thời gian lại trôi qua 8 năm, cuối cùng thì Hàn Tuyệt cũng đã tu luyện xong. Thủy thủ linh căn của cậu đã đến trúc cơ tầng 8, hỏa lôi phong mộc linh căn thì đến trúc cơ tầng 9. Hàn Tuyệt vừa giãn xương xong thì lại thấy drama ở bên cạnh. Thì ra là Chu Phàm đang tỏ tình với một em gái nào đó, nhưng nhìn mặt cậu là biết kết quả rồi. Chu Phàm gục ngã, trái tim cậu tan vỡ, nỗi đau mà một số anh em ở đây có thể đã cảm nhận được. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều về chuyện này, đi qua Chu Phàm vì hai người này có quen đâu. Nhưng bất ngờ Chu Phàm kêu cậu ta đứng lại, cứ tưởng là Chu Phàm tính đấm nhau cho đỡ cay thì đột nhiên cậu ta quỳ xuống, hỏi Hàn Tuyệt làm thế nào mới có thể theo đuổi người trong lòng. Hàn Tuyệt vẫn đang đứng hình mất 5 giây, cứ tưởng là muốn đấu pháp với mình, Chu Phàm vẫn tiếp tục cầu xin Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không biết phải làm như nào, nói một lời khiến Chu Phàm thức tỉnh. Hàn Tuyệt bảo Chu Phàm hãy lấy việc tu luyện làm quan trọng, vì một viên đá đưa vào tay người ta vẫn sẽ bị vứt đi, nhưng một viên kim cương cho dù giấu đi cũng sẽ rất nhiều người muốn tìm và có được nó. Những câu nói kèm biểu cảm và thần thái không thể chê vào đâu được. Diễn viên hạng A của Hollywood lại một lần nữa cứu sống một chàng trai với trái tim vừa ngừng đập. Hàn Tuyệt vời đi trong sự ngầu lòi, chỉ để lại Chu Phàm vừa sống lại nên vẫn hơi bỡ ngỡ. Đúng lúc này thì hệ thống thông báo Chu Phàm sinh ra hào cảm 1 sao. Hàn Tuyệt cứ cảm thấy độ hào cảm này có hơi lạ lắm. Lại một lần nữa, tiếng chuông trên Ngọc U Phong vang lên, triệu kiến tất cả đệ tử lại. Hàn Tuyệt cũng nhanh chóng hòa vào đoàn đệ tử đang tiến vào đại sảnh để gặp sư phụ. Đang đi thì cậu bắt gặp Liễu Tam Tâm, anh ta hỏi cậu có quen một nữ tử tên Hình Hồng Tuyền hay không. Hàn Tuyệt giật mình. Liễu Tam Tâm còn gợi ý thêm, cô gái đó đã phản bội Thanh Minh Ma giáo, có nhiều công lớn giúp Ngọc Thanh Tông, do không có chỗ ở nên được trưởng giáo cứu, đặc cách tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Hiện tại Hình Hồng Tuyền đang tu luyện ở chủ phong của Hàn Tuyệt, cô ấy nói đang tìm nô bọc luyện đan sư tên Hàn Tuyệt. Liễu Tam Tâm thấy chuyện này quá trùng hợp và biết ngay đó là Hàn Tuyệt nên đến hỏi cậu ta. Hàn Tuyệt cũng cạn lời, cô ta vậy mà khai hết tất cả. Hàn Tuyệt xanh mặt xác nhận mình chính là người mà Hình Hồng Tuyền đang tìm, cứ tưởng là đại sư huynh Liễu Tam Tâm sẽ làm gì, ai ngờ chỉ là thêm phần ngưỡng mộ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt có cảm thấy hơi tội lỗi, Hình Hồng Tuyền vất vả như vậy mà lần trước mình lại lừa cô ấy, giờ đây đê sao vào cảm đã lên 6 sao, nó có vẻ không xứng lắm. Sau thì mọi người đều đến gặp Hy Tuyền tiên tử, đúng như dự báo, lần này họp mặt là để Hy Tuyền tử trộm ra 10 đồ đệ của Ngọc Khu Phong đến tham gia kiểm tra nội môn. Tất cả đệ tử đều muốn đi nên giơ tay ào ào, nếu mà thầy kiểm tra bài cũ ở lớp giơ tay ác như này thì tốt, một vài người mà cứu cả lớp. Các đồ đệ muốn đi như vậy là vì phần thưởng kiểm tra rất hậu hĩnh,
gồm truyền thừa tuyệt học Ngọc Khê còn có 500 khối linh thạch thương phẩm cùng với tinh linh băng đô nhi. Hàn Tuyệt cảm thấy lạ vì những phần thưởng này không hề có chuyện tiên thiên động phủ như Hy Tuyển tiên tử nói, chẳng lẽ là sư phụ đang mở cửa sau cho cậu, thôi thì hé giơ tay cho nó máu. Hàn Tuyệt vừa giơ tay, sư phụ đã chọn cậu rồi, Hàn Tuyệt không làm được gì đành phải chấp nhận, Y Tuyển tiên tử chọn thêm những người khác rồi bảo họ ra ngoài. Chỉ có Hàn Tuyệt là ở lại ở, những người đồ đệ ra về trong sự không cam tâm, đây đúng là người kẻ che không bằng dân bón tiền. Hàn Tuyệt ở lại được Hy Tuyển tiên tử khen tấm tắc, vì Hình Hồng Tuyền đã nói ra những thông tin thật về cuộc đời của Hàn Tuyệt, nên cậu không còn bị Hy Tuyển tiên tử nghi ngờ nữa, bà ấy trực tiếp thông báo cho Hàn Tuyệt rằng cậu ấy sẽ trở thành đệ tử thân truyền của vi sư. Hàn Tuyệt giật mình, hệ thống cũng theo đó nhắc nhở, thân phận của cậu ở Ngọc Thanh Tông đã tăng lên, thu được một bộ pháp thuật bí tịch, Cửu Long Trường Ma Ấn. Hy Tuyển tiền tiên tử còn đưa cho cậu ngọc bài thân truyền của Ngọc Thanh Tâm, Hàn Tuyệt vui không thể tả. Vừa về đến nhà là cậu đã test bộ công pháp mới ngay, Long Trường Ma Ấn này cũng khá bá đạo, Hàn Tuyệt lại có một chiêu thức trong tay. Cộng thêm Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm phối hợp chắc là không ngán ông nào, nhưng mà cậu vẫn lo lắng cho cuộc thi sắp tới, đang hoang mang thì Thường Nguyệt Nhi tới tìm. Cô ấy đến tìm Hàn Tuyệt là vì muốn giải thích cho cậu ta quy tắc và những điều liên quan đến kiểm tra nội môn, Hàn Tuyệt cũng đã hiểu sơ sơ, Thường Nguyệt Nhi xong việc rời đi. Hàn Tuyệt cảm thấy lần kiểm tra này không, cậu sẽ không cần phải lấy ra chiêu gì của mình, đang thẫn thờ thì bất ngờ nghe tiếng gọi Vũ Quân ở đằng sau. Hàn Tuyệt nghe mà giống như mẹ cầm dây gọi, thì ra đó là Hình Hồng Tuyền, hai người gặp nhau trong hoàn cảnh quá khác biệt so với lần gặp ở dược viện. Hình Hồng Tuyền hỏi chuyện thì biết Hàn Tuyệt đang gặp khó ở việc tu luyện, thế là cô ấy lấy ra từ trong hai quả núi Ngọc Thanh Đan, Hàn Tuyệt không muốn nhận nhưng vẫn phải nhận. Hình Hồng Tuyền vui vẻ chúc may mắn cho Hàn Tuyệt rồi rời đi. Hàn Tuyệt đứng hình mất 5 giây, có lẽ trong một vài giây nào đó tim cậu đã đập nhanh hơn. Hình Hồng Tuyền quay về, đối mặt với Hình Hồng Tuyền lúc này có lẽ là sư phụ của cô ấy tên là Tịnh Tỷ Chân Nhân. Tịnh Tỷ Chân Nhân hỏi Hình Hồng Tuyền có hối hận khi đưa Ngọc Thanh Đan cho Hàn Tuyệt không? Tất nhiên là không. Hình Hồng Tuyền nói câu nào câu nấy đều gọi Hàn Tuyệt là chồng yêu, chứng tỏ là nỗi tình này của ấy đã xa vào đến nỗi không gỡ ra được rồi. Hình Hồng Tuyền còn giới thiệu Hàn Tuyệt không phải là một người bình thường, Tịnh Tỷ Chân Nhân cũng có phần tò mò, bà ấy muốn xem Hàn Tuyệt là người như thế nào mà lại dã man như vậy. Cuối cùng thì ngày kiểm tra nội môn cũng đã đến, Hàn Tuyệt không ngờ là lại đông như vậy. Lần này cậu làm thế nào để diễn cho mọi người không chú ý đến mình, ca này khó thật rồi. Lúc này hệ thống còn thông báo nhiệm vụ, cậu lại có hai sự lựa chọn. Một, giành chiến thắng một cách vang dội, danh chấn Ngọc Thanh Tông, có được 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Hai, khiêm tốn và được top 3, cố gắng hạ thấp ảnh hưởng. Phần thưởng của Hàn Tuyệt là một kiện linh bảo 1. Hàn Tuyệt suy nghĩ một hồi, không ngờ lựa chọn thứ hai lại giống như Hàn Tuyệt. Cố gắng hạ thấp bản thân, không để ai chú ý mà làm phiền. Lần này hệ thống quá hiểu cậu rồi, Hàn Tuyệt không ngại chọn lựa chọn thứ hai. Với cậu, thể hiện bản thân vẫn không bằng hèn hạ giữ mạng. Tuy cầu tha nhưng chẳng án thằng nào, chúng ta cũng có thể hiểu vì kiếp trước ông trời lấy đi của cậu quá nhiều, Hàn Tuyệt cũng chẳng sống được bao nhiêu, đến thế giới này, cậu vẫn muốn sống lâu nhất có thể. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.